trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tinh nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới thời sự ngày hôm nay. Quý vị, ngày hôm nay thì trên báo chí chúng ta đã biết là Nhật đã lên tiếng và nói rằng bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã tiếp cận một chiếc tàu những chiếc tàu của họ ngay trong vùng biển tranh chấp ở Sekaku mà Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư, Đài Loan thì gọi là Điếu Ngư Đài. Và đây được xem là khu tranh chấp giữa Đài Loan. Nhật Bản và của Trung Quốc. Và quý vị, đây là hành động mới nhất của Trung Quốc. Bây giờ mình đi vào bản tin trước đi. Và sau đó, một hai cái tin khác nữa để chúng ta xem rằng liệu Bắc Kinh đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự với các quốc gia tại Á Châu, đặc biệt là những đồng minh của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ hay chưa. Ok quý vị, à, trong cái bản tin ngày hôm nay, sáng nay tôi có đoàn, thì Nhật Bản lên tiếng và nói rằng bốn chiếc tàu hải giám tức là Sky của Trung Quốc đã tiếp cận tàu của họ ở khu vực vùng biển tranh chấp và trong đó thì nhật bản lên tiếng và nói rằng bốn chiếc tàu hải giám của trung quốc đã tiến vào vùng biển gần khu vực tranh chấp ở sekaku tức là đảo điếu ngư hay là đài loan gọi là điếu ngư đài vào ngày thứ hai và phía nhật bản đã giữa <laughs> lúc mà phía nhật bản đang đậu ở khu vực này theo tường trình của giới truyền thông địa phương các chiếc tàu như là... Tuần duyên của Nhật Bản cho biết là các chiếc tàu của Trung Quốc à, cách à, đã tiếp cận chiếc tàu 997 tấn gọi là Maru à, ship của và Nhật Bản à, là đây là được xem là một chiếc tàu và những chiếc tàu đánh cá của Nhật Bản gần khu vực đảo này giữa 2 giờ 47 phút sáng cho tới 6 giờ 07 phút sáng theo giờ mà, ngày thứ hai và chiếc tàu chở hàng là Seisen là một chiếc tàu thương mại à, cho biết là họ đang à, thực hiện cái việc mà hành à, hàng hải xung quanh khu vực đảo này và theo tường trình của giới truyền thông địa phương thì một trong những chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào trong cái khu vực biển mà do Nhật Bản kiểm soát gọi là Minami Kojina Kojima ở ngay tại Sekaku và tiếp cận với lại ít nhất là à, chiếc tàu này vào khoảng 4 giờ sáng và lực lượng tuần duyên của Nhật Bản à, ngay sau đó đã đã ngăn chặn và cảnh cáo tàu Trung Quốc à, rời khỏi khu vực này. Cả tất cả bốn à, các chiếc tàu à, của à, của Trung Quốc đã phải à, rời khỏi khu vực này từ 12 giờ 35 phút à, chiều cho tới 1 giờ 50 phút theo giờ của địa phương. À, tờ Japan Japan Time đã à, báo cáo và để đáp lại thì à, lực lượng hải giám của Trung Quốc cáo buộc là chiếc à, Maru và bốn chiếc tàu khác của Nhật Bản đã xâm nhập vào À, lãnh là, là lãnh hải của trung quốc ở khu vực đảo điếu ngưng và trung quốc nói đây à, và gọi đây là cái đảo mà trung quốc gọi là đảo điếu ngưng và phía tàu của trung quốc đã bắt đầu thực hiện cái à, tiến trình luật lệ về hàng hải và quyền bảo vệ à, bởi các lực lượng công lực các hoạt động trên biển dưới cái à, nguyên nền, à, pháp lý của của trung quốc và nhật bản không có quyền à, 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 di chuyển tại đây phía chính quyền nhật bản đã lên tiếng và phản đối mạnh mẽ và trong đó thì à, phía Bắc Kinh. Đây là lần thứ hai trong năm nay họ đã xâm nhập vào xe ca cư, được xem là, là, lần đầu tiên là ngày 10 tây tháng 1 và theo thường trình của giới truyền thông địa phương. Đây được xem là cái đảo nằm ở phía đông bờ biển của Trung Quốc và hơn đã bị Nhật Bản quản trị từ năm 1895, nhưng Bắc Kinh vẫn tuyên bố đây là chủ quyền của họ năm 1970. Đây được xem là một trong những cuộc tranh chấp, và việc tranh chấp này cũng đã diễn ra giữa Trung Quốc và các quốc gia ở trên vùng biển Đông, à, gọi là Nine Dash Line tức là Bắc Kinh cho rằng là cái đường lưỡi bò này là lãnh hải của họ và đang có tranh chấp với Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines và Đài Loan. Và đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra ngay trên vùng biển Sekaku. Và cũng một lượt trong ngày hôm nay, trong cái bản tin tôi của Loan cho quý vị là <laughs> Trung Quốc đang xem những lời cảnh báo của các viên chức tướng lãnh, các chuyên gia của Hoa Kỳ là chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trung Quốc. Đây là một trong những cái uh, nhận định từ phía Trung Quốc. Quý vị, hôm trước, hôm qua, hôm kia tôi có loan tin với quý vị là một vị tướng không quân đặc trách về vận tải và nhiên liệu của Hoa Kỳ là ông Mike đã lên tiếng và nói rằng là ông có trực giác là sẽ có cuộc chiến với Trung Quốc vào năm 2025. Và lời tuyên bố này của ông bị Trung Quốc xem là một trong những cái hành động để chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc, quý vị trên tờ tờ báo gọi là South China Morning Post à, số ra ngày hôm nay, thì họ nói rằng việc mà cảnh cáo Đài Loan cho thấy là lực lượng Hoa Kỳ à, quân sự Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chiến tranh đó là sự phân tích từ phía Trung Quốc, quý vị ở đây họ nhắc lại cái lời à, tuyên bố của ông tướng của Hoa Kỳ, trong đó thì ông nói rằng là phía ông có ông có trực giác là à, phía của đây là tướng Mike uh, Minihan và ông lên tiếng và ông nói rằng ông có trực giác là sẽ có cuộc chiến này năm 2025 và ngay sau khi mà ông đã có câu chuyện này thì uh, phía Trung Quốc đã có một cái bài phân tích trong đó thì họ cho thấy cho thấy là những kịch bản mà Hoa Kỳ thường sử dụng để bắt đầu khơi mào cho một cuộc chiến ở một quốc gia khác trong đó họ nhấn mạnh đến việc mà phía Hoa Kỳ luôn uh, sử dụng tất cả những cái uh, chuyên gia những uh, nhà tướng lãnh à, để nhắc nhở tới nhiều về cái sự nguy hiểm của quốc gia đó hoặc là những cái tiềm năng đe dọa hoặc là bắt đầu có những cái dấu hiệu để họ dọn đường cho chiến tranh. Đây là cái cách phân biệt từ phía của Trung Quốc đối với lại cái à, những cái lời cảnh báo từ từ phía Hoa Kỳ thì quý vị thấy thì Trung Quốc nó cũng không sai lắm. Cái bài cái cái bài phân tích này thì nó cũng không sai lắm. Mỗi khi mà Hoa Kỳ chuẩn bị cho một cuộc chiến nào thì họ luôn chuẩn bị rất cẩn thận, chuẩn bị về mặt quân sự, chuẩn bị về mặt dư luận và chuẩn bị về mặt pháp lý lúc nào Hoa Kỳ khởi động bất kỳ một cuộc chiến nào với một quốc gia nào trên thế giới thì Hoa Kỳ đều có những cái hành động này tức là họ sẽ đi qua những cái kịch bản này thứ nhất là là đưa ra tất cả những cái lời nhận định của các chuyên gia của các tướng lãnh cho tới những nhà chiến lược gia để đo lường cái phản ứng của cộng đồng quốc tế thứ hai là chuẩn bị chắc chắn cái hệ thống quân sự của Hoa Kỳ tức là lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ đủ khả năng để mà có thể kiểm soát được cuộc chiến và thứ ba là hậu quả sau cuộc chiến, đó là vấn đề pháp lý. Thì lúc nào Hoa Kỳ mà có nhìn, nhìn thấy được một cái quốc gia nào đó đe dọa tới cái an ninh toàn cầu và có thể có sẽ có những cái hành động bất ngờ thì cái biện pháp hay nhất là phải à, trấn áp quốc gia đó trước. Và cái biện pháp trấn áp đó thì nó cần phải có được cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Do đó thì phía Trung Quốc nhận định cũng không sai, tức là Hoa Kỳ đang có những cái chiến lược và cho thấy rằng Trung Quốc là rõ ràng và cho tới giờ phút này quý vị thấy là trong uh, suốt hơn uh, mấy năm qua thì Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh về cái tiềm năng đe dọa của cộng sản Trung Quốc thì quý vị họ phân tích điều này thì tôi cho rằng là cũng không có sai mấy bởi vì quý vị còn nhớ <laughs> cuộc chiến Iraq trước đây rồi uh, <laughs> cuộc chiến tại Bosnia hay là uh, gần đây nhất là khi mà họ đưa quân vào Syria để hỗ trợ cho lực lượng người Kurd thì tất cả Hoa Kỳ đều có cái mặt trận dư luận rất quan trọng. Bởi vì quý vị, khi mà Hoa Kỳ đảm nhận cái vai trò tạm thời tôi gọi là lãnh đạo thế giới đi, họ có tiềm năng phát hiện những họ phải có cái trách nhiệm là phát hiện những tiềm năng đe dọa và ngăn chặn những đe dọa đó. Chính vì vậy, lúc nào họ cũng cần phải có một cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và để có sự ủng hộ này, họ luôn đưa những bài phân tích, những nhận định và kể cả những cái uh, quan điểm của các tướng lãnh Hoa Kỳ, của các uh, chuyên gia về quân sự hay là về uh, xã hội hay là về uh, của các uh, chiến lược gia để mà họ có thể uh, đánh giá được cái phản ứng của dư luận. Thì quý vị, trước lúc nào Hoa Kỳ cũng làm như vậy, rồi sau đó mới tới cái cái, cái uh, uh, hoạt động về quân sự và cuối cùng là vấn đề pháp lý tức là những kiện tụng có thể xảy ra sau khi cuộc chiến đã bùng nổ thì quý vị nhìn lại tất cả các cuộc chiến thì đúng hoa kỳ luôn có những cái uh, kịch bản này nhưng mà cái đó là cái uh, bình thường bởi vì cái xã hội hoa kỳ đòi hỏi chuyện đó cái xã hội hoa kỳ là một xã hội dân chủ do đó bất kỳ mà chính phủ khơi bào hay là chủ động cho một cuộc chiến nào họ cần phải thuyết phục công chúng hoa kỳ Do đó, Hoa Kỳ mặc dù là chính phủ biết cái 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 quốc gia đó là tiềm năng đe dọa, nhưng chưa chắc dân chúng Hoa Kỳ đã hiểu và chưa chắc dân chúng Hoa Kỳ đã đồng ý cái tiền thuế của mình vung đắp cho một cuộc chiến nào đó ở bên ngoài. Trừ phi là họ thuyết phục, tức là chính phủ phải thuyết phục được họ. Do đó quý vị, đây không phải là cái chuyện mà Trung Quốc chụp mũ là dọn đường để mà báo động và dư luận thế giới. Cái quan trọng nhất là thuyết phục quân dân chúng của Hoa Kỳ trước. Chính điều này mà Hoa Kỳ bắt đầu có những cái, quý vị thấy trong mấy năm qua, là liên tục, thứ nhất là báo cáo của cơ quan tình báo CIA, rồi uh, DNA, tức là cơ quan tình báo quốc gia, rồi tới Bộ Quốc phòng, cái tập bạch thư mới nhất của tập bộ, bộ Quốc phòng năm 2022, rồi uh, Bộ trưởng Ngoại giao của của Hoa Kỳ là Anthony Blinken cũng nói rằng là có thể cuộc chiến sẽ ra sớm hơn. Và rồi thì tới các các tướng lãnh, các đề đốc, phó đề đốc, và các tổ chức chiến lược kể cả cái tổ chức chiến lược CSIS hay là tổ chức chiến lược gọi là Atlantic Council đều đưa ra cái nhận định Trung Quốc là cái tiềm năng đe dọa toàn cầu không riêng gì Hoa Kỳ. Và trong mấy năm nay chúng ta đã đọc rất nhiều những cái bài phân tích nhận định của họ rồi. Thì quý vị, thì Trung Quốc đã thấy được cuộc chiến này khó tránh khỏi. Thì quý vị, để phản ứng lại với những cái gọi là những cái lời nhận định của Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh và tiếp tục giữ cái mặt mũi của họ là luôn đi đòi chủ quyền ở những vùng lãnh thổ và lãnh hải của quốc gia khác. Quý vị thấy cái đường lưỡi bò tức là cửu đoạn đó thì Trung Quốc đã, đã liên tục nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm nay rồi. Bây giờ tới cái quần đảo Senkaku. Quần đảo này người Nhật khẩu quản trị từ năm 1895 chứ không phải là họ mới chiếm đây. Mà Trung Quốc vẫn cho đây là phần lãnh hải của họ Thì quý vị thấy rõ ràng là quý vị Bắc Kinh đang tìm cách gọi là Duy trì cái mặt mũi của đảng Cộng sản Họ duy trì cái mặt mũi của đảng Cộng sản Với người dân của họ Cho nên họ không thể họ, họ không có căn bản nào cả Tại vì nếu mà chiếu theo luật biển Thì Trung Quốc không chịu Bởi vì chiếu theo luật biển Thì từ thêm lục địa của mình Ra ngoài ở biển là 12 hải lý thôi <laughs> Thì Trung Quốc không có cửa do đó họ cứ nói rằng họ dựa trên cái thuyết của ông cha họ tức là của cái lịch sử của họ là họ đã từng có mặt ở đây thì họ là chủ quyền của họ. quý vị nếu mà nói theo kiểu này thì giống như tôi nói cả đất quảng đông quảng tây và những vùng đất ở phía nam trung quốc vốn không phải của trung quốc đó là của dân tộc bách việt thì quý vị bắc kinh rất là lấp liếm và mâu thuẫn trong cái vấn đề này chính vì điều này mà chúng ta thấy rõ ràng là Bắc Kinh chúng ta mới thấy rõ được cái sự đe dọa của Bắc Kinh. Tuy nhiên cái hành động mà Bắc Kinh bắt đầu tiếp cận tới cái đảo Xe Ca Cư tức là Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài cho thấy Tập Cận Bình đã bắt đầu lò dò mở tất cả các mặt trận ở khu vực biển Thái Bình Dương để đo lường dư luận. Đo lường dư luận là cái lửa ở chỗ nào mạnh hơn và ông ta sẽ bắt đầu tại vì thật sự quý vị Đài Loan là cái điểm gọi là tử quyệt của ông ta. Ông ta rất muốn, rất muốn, rất muốn là sẽ thu gom Đài Loan lại, tức là thu hồi Đài Loan lại. Nhưng mà Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Và nếu mà thu hồi lại thì ông ta biết cái giá trả rất đắt. Cái giá trả cho cái việc mà tấn công Đài Loan rất là đắt. Nhưng nếu không tấn công Đài Loan thì ông ta chưa chắc giữ được quyền lực và chưa chắc cái nội bộ đảng cộng sản trung quốc đã có thể à, gọi là Tiếp tục duy trì các quyền cải thiện của họ tại Trung Quốc. Do đó, ông ta liên tục à, đối đầu với Hoa Kỳ ở dưới Biển Đông. Rồi bây giờ, quý vị, tới đảo Senkaku của Nhật Bản. Tức là giữa Biển Đông và Senkaku, Thì ông ta nghĩ rằng là để coi cái tinh thần của người dân Trung Quốc như thế nào. Họ sẽ tập trung vào vấn đề đài đoạn nhiều hơn. Họ sẽ tập trung vào tranh chấp chủ quyền với các quốc gia trên Biển Đông hay là họ sẽ tập trung vào việc tranh chấp chủ quyền với người Nhật. Đặc biệt là đối với người Nhật, với cái hệ thống tuyên truyền suốt 70 năm nay, Bắc Kinh lúc nào cũng vẽ lên một cái hình ảnh xấu xa của người Nhật ở trong mắt của người dân Trung Quốc. Kể từ, kể có thể nói là từ khi mà chấm dứt đề nghị thế chiến tới bây giờ, thì Bắc Kinh luôn vẽ một cái hình ảnh rất xấu xa về người Nhật. Do đó, việc mà đưa các cái tàu hải giám của họ tiếp cận vào khu vực biển Cư nằm dưới sự quản trị của người Nhật, cũng là một cái hành động khiêu khích một cái hành động khiêu khích để để bắc kinh muốn chuyển cái lửa đó ra khỏi cái eo biển đài loan và một mặt khác thì đối đầu với lại phía hoa kỳ ở khu vực biển đông quý vị để tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị xem là cái cuộc cái đảo sen senkaku này nó nằm ở đâu mà trung quốc claim là chủ quyền của họ ok quý vị trên bản đồ quý vị thấy những cái chấm trắng này <laughs> thì nếu mà zoom vô, vô thì quý vị sẽ còn thấy nhỏ nữa nhưng mà đại khái đây là những cái đảo nằm ở khu vực ở gọi là Senkaku mà Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư còn Đài Quang gọi là Điếu Ngư Đài thì quý vị thấy nè Senkaku Island nè Dayu Island hay là Da Dayu Dai Island tức là Điếu Ngư Đài khi khi tôi zoom ra đó quý vị thì quý vị không thấy nhưng mà nó nằm ngay khúc này khúc này tức là nó nằm giữa Okinawa và đảo quốc Đài Loan nó không dính gì tới cái thềm lục địa của Trung Quốc hết quý vị thấy rất là rõ ràng nó không có dính gì tới cái thềm lục địa còn quá xa ok trong khi đó nó nằm ở giữa là giữa nhật bản và đài loan thì cái khu vực này là khu vực mà đài... nhật bản đang kiểm soát quý vị thì như tôi nói là giữa Nh... đài loan và nhật bản thì quý vị thấy cái uh, eo biển uh, <laughs> cái eo biển miyako cái eo biển miyako này là cái có rất là nhiều đảo quý vị thấy không có cả hàng loạt các cái đảo thì những cái đảo này nó bị overlap giữa đài loan và của nhật bản nếu nói đây là vùng tranh chấp của đài loan và nhật bản thì đúng tại vì khu vực này là cái khu vực phía nam của okinawa và phía đài loan thì họ hai quốc gia này họ kiểm soát toàn bộ những cái đảo ở đây thì hợp lý và điếu ngư cũng nằm ở gần đó nhưng mà bắc kinh nói điếu ngư là của họ thì quý vị cái chuyện này là cái chuyện tranh chấp chúng ta chưa nói ai đúng ai sai nhưng rõ ràng bắc kinh đang tìm cách khơi động cái căng thẳng quân sự ở bên ngoài để che giấu tất cả những cái nội tình bên trong là thứ nhất thứ hai là tập cận bình vẫn muốn sử dụng tất cả những cái xung đột hoặc là những cái đối đầu căng thẳng bên ngoài để từ từ gọi là thu tóm tất cả quyền lực về quân sự ở bên trong. Hôm trước tôi có nói với quý vị tập cận bình không nắm được tất cả quyền lực về quân sự trong vòng 18 tháng mà ông ta phải thay tới ba người tướng thì quý vị thấy rõ ràng là tập cận bình chưa chắc nắm được cái quyền lực về quân sự và chính vì vậy mà ông ta vẫn đang tiếp tục thúc đẩy <laughs> những cái căng thẳng ở bên ngoài một mặt là để người dân trung quốc tập trung vào cái vấn đề đối đầu với bên ngoài nhằm cho họ quên đi tình trạng mà khủng hoảng kinh tế đời sống khó khăn tại trung quốc điều thứ hai là ông ta dùng để mà thống nhất tất cả quyền lực ở trong giới quân sự của trung quốc và đây là hai cái điều chính và điều thứ ba là ông ta muốn dằn mặt những quốc gia ở xung quanh khu vực giữa lúc mà các quốc gia ở khu vực <laughs> đang trông chờ một cái vai trò lớn hơn của Nhật Bản. Quý vị thấy rõ ràng, ngày hôm qua hôm kia tôi cũng loan cũng loan tin là chính đặc sứ của Đài Loan ở tại Nhật Bản đã lên tiếng và kêu gọi Nhật nên có vai trò lớn hơn để đóng góp cho hòa bình của trái đất này. Mặc dù đã nói thì trái đất thì khá rộng nhưng mà thật sự tôi biết ý của ông đại sứ Đài Loan là muốn làm Nhật có vai trò lớn hơn ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và các quốc gia tại Đông Nam Á họ cũng đang chờ cái thái độ của Nhật Bản. Họ đang chờ Nhật Bản mở rộng cái vai trò của họ. Do đó quý vị, Bắc Kinh đưa quân vào, à, đưa các cái tàu hải giám của họ xâm nhập vào vùng biển tranh chấp. Mục đích là để dằn mặt các quốc gia Á Châu, Nhật tao không có ra gì đâu. Tao sẵn sàng đối đầu với Nhật. Cái kiểu của Trung Quốc, cái kiểu mà gọi là dùng cái, cái biến cố này để dằn mặt và quý vị có những quốc gia bị dằn mặt thiệt ví dụ như cộng sản việt nam lật đật đăng tin này lên với một cái hình thức gọi là khoe khoang khoe khoang cho trung quốc là nó đăng tin là tàu hải giám trung quốc đuổi tàu nhật nó đăng tin theo cái chiều hướng của trung quốc trong khi đó quý vị thấy cái bản tin này là tàu trung quốc tiếp cận vào tàu ngư phủ tức là dân sự và tàu thương mại của Nhật Bản. Và sau đó, tàu tuần duyên của Nhật Bản đã ra và trục xuất tất cả những tàu hải giám của Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Đó là bản tin mà chúng ta thấy được trên cái bản Anh ngữ. Trong khi đó, đám cộng sản thì nó dịch theo cái cái báo của Trung Quốc thì nó nói rằng Trung Quốc thành công đuổi được tàu Nhật đi. <laughs> thì quý vị thấy rõ ràng trên cái bản tin của cộng sản nó bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rồi. Trong khi đó, cái bản tin mà tôi vừa đọc cho quý vị là tàu hạ tuần duyên của Nhật Bản đã trục xuất và yêu cầu tất cả tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Tại vì đây là khu vực do Nhật kiểm soát. Thì quý vị, cái hành động của Tập Cận Bình chủ yếu là họ ông ta muốn gửi một thông điệp cho các quốc gia Á Châu, nếu đối ngoại là đừng hy vọng Nhật có thể thay thế vị trí của Trung Quốc đại khái như vậy. Một cái thông điệp là tao là đại ca của Á Châu, Nhật chưa đủ khả năng làm đại ca Á Châu đại khái là một cái thông điệp hù dọa thì thưa quý vị cái thông điệp hù dọa này cũng có giá trị bởi vì ít nhất cộng sản việt nam sợ té đái phải đăng tin theo cái kiểu trung quốc rồi đăng tin theo cái chiều hướng của trung quốc đưa ra tức là tuyên truyền cho cộng sản trung quốc trong khi đó chúng ta đọc bản tin thì chúng thấy rõ ràng là những cái tàu mà ở đây là tàu ngư phủ và tàu dân sự thì bây giờ tàu tuần duyên của nhật bản đã được gọi tới và họ đã trục xuất được những chiếc tàu của Trung Quốc ra. Tại vì khu vực này là khu vực do Nhật kiểm soát, không phải của Trung Quốc. Và họ kiểm soát từ năm 1895. Thì quý vị, rõ ràng Bắc Kinh đang tìm cách khơi động tất cả những cái biến động quân sự ở bên ngoài, căng thẳng quân sự bên ngoài để mà che đậy tất cả những cái lũng củng từ bên trong. Lũng củng đó kể cả nội bộ lũng củng, kinh tế lũng củng và an sinh xã hội cũng đang lũng củng. Nhất là bây giờ Trung Quốc đang cái mức lây nhiễm gần 1 tỷ người. Dân số 1.4 tỷ. Nhưng mà gần 1 tỷ người bị lây nhiễm rồi. Thì quý vị, tất cả những cái lụng củng này, nó sẽ dẫn tới một cái mầm móng đại loạn tại Trung Quốc. Do đó quý vị, Tập Cận Bình muốn sử dụng những cái gọi là hoạt động quân sự và căng thẳng bên ngoài để kích động cái chủ nghĩa dân tộc. Để cho những người dân Trung Quốc phải đứng đằng sau lưng của Đảng Cộng sản một cái trò mà cộng sản thường dùng kể từ khi họ ra đời cho tới bây giờ <laughs> họ luôn sử dụng những cái sự kiện này để kích động cái tinh thần chủ nghĩa dân tộc thì quý vị ở bên ngoài chúng ta thấy rõ ràng là cái cuộc chiến mà Trung Quốc đối đầu với Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác ở tại khu vực là cuộc chiến không thể tránh khỏi. Nó không phải là cuộc chiến tranh lạnh. Nó là một cuộc đối đầu quân sự thật sự. Có điều là cái mức độ lan rộng nó tới cái điểm nào thì chúng ta không dự đoán được và bây giờ thì rõ ràng Bắc Kinh đang muốn chuyển hướng là mở rộng hơn các cái mặt uh, mặt trận căng thẳng đó là điều thứ nhất, điều thứ hai và một cái 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 ở ý của Trung Quốc ở trong cái vấn đề này, <laughs> quý vị là ngày hôm qua chính Bắc Kinh đã yêu cầu ông Kevin McCarthy là đừng tới thăm đảo quốc Đài Loan có nghĩa là cái trận này là cái trận gọi là thứ nhất là làm nhẹ đi cái vấn đề của Đài Loan Thứ hai là Bắc Kinh đang thử lửa tại vì xe ca cư nằm rất gần với Đài Loan. Và nếu như mà ông Kevin McCarthy mà tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan thì giống như tôi đã phân tích hôm trước cho quý vị, Bắc Kinh có thể nâng cao hơn cái mức phản ứng của họ là phong tỏa toàn bộ xung quanh eo biển Đài Loan. Thì quý vị thấy trên bản đồ cái xe ca cư nằm rất gần với Đài Loan. Và nếu như mà Trung Quốc đưa lực lượng hải giám của họ ra đây thì quý vị nó nguy hiểm vô cùng. Ok quý vị, nó nằm ở khúc này nha. Đó cái chấm trắng này quý vị, Ok, tôi dùng vô thì quý vị thấy chấm trắng này. Đây là khu vực xe ca Cư thì nó ra đã... quý vị thấy. Nếu mà Trung Quốc tàu hải giám họ đã được thì tàu uh, hải quân của Trung Quốc từ ở đây nó có thể vây chặt khu vực này. Tức là nó phong tỏa cái eo biển Đài Loan. Rồi ở phía nam thì từ ở khu vực của Quảng Châu, nó đưa quân ra nó phong tỏa khu vực này và thậm chí là phong tỏa luôn cả cái eo biển Ba Channel. Tức là nó chặn hai hướng bắc và nam và nó có thể đưa hàng không bảo hạm ra ngoài đây để mà vây chặt cái khu vực ở phía uh, phía đông của Đài Loan. Thì quý vị, Bắc Kinh cố tình là thử lửa, tức là đo lường, thảy cục đá xuống dò đường. Trong cái việc mà đưa tàu hải giám của họ tới khu vực xe ca cư, có thể vài ngày nữa hay một vài một vài tuần nữa trước khi mà Kevin McCarthy đến viếng thăm Đài Loan, thì Hải quân Trung Quốc có thể sẽ tiếp nối cái lực lượng hải giám là đưa tàu của họ qua đây để thách thức chủ quyền của, của Nhật Bản và đồng thời là thử xem là họ có đủ khả năng vây chặt ở phía bắc của Đài Loan hay không. Thì quý vị, những cái này chúng ta cộng lại hết từ cái chuyện mà Bắc Kinh bắt đầu thúc giục Kevin McCarthy cho tới cái thứ hai là Bắc Kinh đưa ra nhận định là Hoa Kỳ đang chuẩn bị về mặt tâm lý cho chiến tranh với Trung Quốc. Thứ ba là đưa lực lượng tàu hải giám của họ xâm nhập vào cái vùng xe ca cư của người Nhật quản trị. Thì quý vị, đây rõ ràng là những cái mà đo lường của Bắc Kinh nhưng đồng thời họ bắt đầu có những cái dao động, dao động tức là ý của tôi muốn nói rằng là họ đã bắt đầu cảm thấy hơi à, hơi à, có chút xíu gán sợ khi mà thấy lực lượng của quốc tế càng lúc càng tràn ngập ở đây. Đặc biệt là cái vị nó diễn ra ngay trong lúc, cái vị biết là ngay trong lúc mà ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký của Liên minh NATO đang có mặt tại Nhật Bản. Và trước đó một ngày thì ông có mặt ở tại Nam Hàn, thúc giục Nam Hàn là hỗ trợ cho Ukraine. Và ngày hôm nay ông có mặt tại Nhật Bản và ông tuyên bố là sẽ thảo luận với lại phía Nhật Bản về tiềm năng đe dọa của Trung Quốc và của cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Thì quý vị, tất cả những cái này rõ ràng là một phần là phản ứng của Trung Quốc, một phần khác là Bắc Kinh muốn gửi một cái thông điệp ra là Bắc Kinh nói rằng chỉ có Bắc Kinh mới đủ sức làm đại ca của Quả châu thôi. Nhật Bản chưa đủ sức. Đây là cái đoàn à, tôi gọi là cái đoàn tâm lý mà Bắc Kinh nhắm vào các quốc gia ở Đông Nam Á. Thì quý vị, như vậy tất cả những bức tranh này cộng lại cho chúng ta một cái kết luận sơ khởi. Kết luận đó thứ nhất là cuộc đối đầu quân sự giữa Trung Quốc với các đồng minh và đối tác kể cả Hoa Kỳ là một điều không tránh khỏi trong vòng 5 năm tới. Tức là từ đây cho tới năm 2027. Điều thứ hai là Bắc Kinh, nội bộ của họ đang tới cái mức gọi là khá nguy hiểm. Tức là nội tình của Trung Quốc hiện nay đang đối diện với rất nhiều những thách thức, từ những cái uh, việc mà nhiều công ty tháo chạy khỏi Trung Quốc để cho dân Trung Quốc thiếu việc làm, cho tới tình trạng dịch bệnh vẫn đang tiếp tục bùng nổ và trong bản báo cáo ngày hôm kia mà tôi chưa có loan cho quý vị là tình trạng thiếu lương thực sau cái ngày Tết Nguyên Đán đã xuất hiện tức là Trung Quốc đang thiếu an toàn về lương thực, họ đang à, bị khủng hoảng về vấn đề tài chính, ngân hàng và các công ty bắt đầu đóng cửa, rời khỏi Trung Quốc trong cái cuộc chiến đối đầu về mậu dịch với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tập Cận Bình đang đối diện. Tôi chưa nói cái vấn đề đấm đá nội bộ, ông ta nắm được quyền lực chưa? Nhưng hiện nay Bắc Kinh cũng đang đối diện với rất nhiều vấn đề xã hội và kinh tế, họ cần phải giải quyết. Mà cái sự giải quyết này thì thật sự, quý vị, cái hàng ngũ cai trị của cộng sản nó không đủ sức nó không đủ sức để mà định hướng do đó nó cần phải định hướng người dân nó có thể đủ sức khi mà nó được mở cửa ra ai cũng tiếp đón những tên cán bộ này những tên đảng viên này cho nên nó tưởng rằng nó có khả năng quản trị đất nước nhưng khi lâm vào cái cơn khủng hoảng kinh tế thì đám này bó tay đám này không nghĩ ra được cái cách nào để thoát được cái cơn khủng hoảng kinh tế đang xâm chiếm toàn bộ nước trung quốc do đó quý vị cái điều duy nhất là họ sử dụng cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan để kích động lòng dân và tìm cách cho người dân quên đi tất cả những cái khó khăn trước mắt. Đây là cách xoa dịu của cộng sản thôi. Tại vì quý vị, lúc trước mở cửa kinh tế thì bởi vì nước nào cũng đầu tư vào Trung Quốc hết. Cho nên những tên cán bộ này thấy làm kinh tế dễ quá. Nhưng quý vị, làm kinh tế giỏi hay dở là cái lúc đối phó với nghịch cảnh, đối phó với khủng hoảng, đối phó với suy thoái chứ không phải cái lúc mà kinh tế mình cực thịnh. Do đó quý vị, khi mà cái cơn khủng hoảng kinh tế bùng ra thì người ta mới đo lường được cái khả năng của các quan chức ở địa phương. Tôi chưa nói trung ương. Các quan chức ở địa phương nó bắt đầu cho thấy rằng là nó không đủ khả năng khi mà bắt đầu tỉnh của nó bắt đầu đối diện với nhiều thách thức về kinh tế và khủng hoảng về việc làm. Thì quý vị, chính điều này mà nó cần phải vung đắp cho cái cái định hướng về tuyên truyền tức là cần phải kích động chủ nghĩa dân tộc. Do đó, việc xung đột với Đài Loan, việc gây hấn với Nhật Bản hay là tìm cách banh trướng ở Biển Đông, tất cả những cái điều này, mục tiêu cuối cùng của Đảng Cộng sản vẫn là nội bộ của họ. Tức là ở trong nước nhiều hơn. Ở trong nước nhiều hơn. Họ sẽ phải trấn an dân chúng tại vì họ biết được quyền lực của họ có bị giật sập hay không. Không phải do tác động từ bên ngoài mà do chính nội bộ từ bên trong tức là người dân trung quốc đã chịu không nổi thì bây giờ tôi đã nói với quý vị trung quốc đang bước qua cơn khủng hoảng và cuộc khủng hoảng này có thể biến thành một cuộc đại khủng hoảng lớn lúc đó người dân trung quốc chưa chắc đã quay trở lại được với cái thời kỳ gọi là đóng cửa bế quan tỏa cảng nữa họ chịu không nổi những cái cảnh nghèo đó nữa họ chịu không nổi những cái cảnh mà phải bới rác để mà ăn nữa họ chịu không nổi đâu do đó họ sẽ phải phản ứng với cái chế độ cai trị. Đây là điều lo sợ nhất của cả khối đảng Cộng sản Trung Quốc, nói chung và Tập Cận Bình nói riêng. Quyền lực bị mất từ ngay chỗ này. Khi mà người dân bị đẩy tới cùng cực, không còn chỗ để sống, thì nó khác đó quý vị. Và đây chính là cái điều mà Tập Cận Bình vẫn tiếp tục gây hấn ở bên ngoài là như vậy. Mặc dù về mặt ngoại giao, ông ta đã mềm dẻo. Nhưng mà thật sự quý vị, ông ta vẫn tiếp tục duy trì cái thái độ cứng rắn về quân sự bởi vì đó là cái uh, chiêu thức duy nhất ông ta giữ được cái thể diện của ông ta và đảng cộng sản với người dân và phải kể cả với cộng đồng quốc tế ok quý vị đó là cái bài phân tích thiêu tinh nhật ký phần 1 của phong ngày hôm nay cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của hiêu tên nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau bye bye